Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 24 giờ thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2024 của báo Gia Lai điện tử, được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút và sau đây là nội dung chi tiết. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt mẫu của Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải. Phòng tham mưu Bộ đội Biên phòng lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng 232 gian hàng tham gia hỗ trợ nông sản, thực phẩm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Cơ Bang. Tập huấn kỹ năng kinh doanh trên môi trường số. Khai mạc liên hoan văn nghệ các tôn giáo lần thứ nhất năm 2024. Tỉnh đoàn Gia Lai trao bằng khen gương người tốt việc tốt cho anh Đinh Hốt. Tiềm ẩn nguy hiểm từ đập tràn. Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại vụ án lại thì như quỳnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt mẫu của Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải. Tham dự buổi sinh hoạt mẫu có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy khối khóa 8, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối khóa 8, bí thư phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy khối, bí thư đoàn khối. Chủ trì buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải đã quán triệt các nội dung chính và thông tin một số văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Sau khi nghe dự thảo báo cáo, các đồng ủy viên đã tích cực tham gia ý kiến bổ sung vào dự thảo báo cáo và nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất biện pháp lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục, nhất là các vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông tăng, tình hình vi phạm hành lang an toàn giao thông, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Cũng tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng ủy viên được phân công dự sinh hoạt các chi bộ báo cáo tình hình, đảng ủy cho ý kiến về việc chuyên đảng chính thức đối với đảng viên dự bị. Đại diện các tổ chức cơ sở đảng cũng tích cực tham gia trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về nội dung phương pháp, kỹ năng sinh hoạt định kỳ cấp ủy nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo toàn diện với năm nhiệm vụ, bốn chức năng. Từ năm 2019 đến nay, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành lá cơ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, phòng tham mưu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng một cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hai bằng khen, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hai danh hiệu đơn vị quyết thắng, Ủy ban biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tặng một giấy khen, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng ba danh hiệu đơn vị văn hóa và hơn 92 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng thượng tá nguyễn đình cao phó tham mưu trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cho biết phát huy những thành tích đạt được cán bộ chiến sĩ tham mưu cần tiếp tục tham mưu về đối ngoại biên phòng xử lý hiệu quả các vụ vi phạm chủ quyền xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu kỷ luật diễn tập và triển khai có nền nếp công tác tuần tra trên khu vực biên giới Ngoài ra, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với phòng chính trị nhằm tham mưu, đảng ủy, bộ chỉ huy chỉ đạo, hướng dẫn các đồn biên phòng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các văn kiện pháp lý, pháp luật về biên giới gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Sáng nay ngày 31 tháng 7, tại Công viên Văn hóa huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang khai mạc hội chợ nông sản, thực phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Cờ Bang. Đây là chương trình nằm trong các chuỗi hoạt động ngày hội du lịch huyện Cờ Bang năm 2024 hội trợ nông sản thực phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Cờ Bang diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Hội trợ thu hút 232 gian hàng của các địa phương. Cờ Bang, Gia Rai, Đắp Bơ, Đoa, Chịp Rông, Mang Giang, Thị xã An Khê, Thị xã A Duyên Ba, thành phố Pleiku, Cô, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại Gia Lai, Sở Công thương, các gian hàng đến từ huyện An Lão, Tây Sơn, Phù Cát, Vĩnh Thành, tỉnh Bình Định, huyện con Rẫy, Tu Mơ Rồng, thành phố Công Tâm, tỉnh Công Tâm, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Cờ Bang tham gia 168 gian hàng của các xã, thị trấn, một số cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Phát biểu khai mạc hội trợ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang, trưởng ban tổ chức Ngày hội du lịch huyện Cờ Bang năm 2024 cho biết, việc tổ chức hội trợ nông sản thực phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Cơ Bang năm 2024 sẽ tạo điều kiện để huyện Cơ Bang và các huyện bạn gặp gỡ, chia sẻ quảng bá tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống các dân tộc, những đặc sản đặc trưng của huyện, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương doanh nghiệp tiếp cận và giới thiệu sản phẩm đến du khách, tạo ra chuỗi hoạt động phong phú đa dạng, đặc sắc, nhằm nhấn mạnh cơ bản luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện với du khách trong và ngoài tỉnh. Sáng nay ngày 31 tháng 7, tại thành phố Pleiku, Cô, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Công nghệ Mega Digital tổ chức tập huấn tăng cường kỹ năng kinh doanh trên môi trường số và kiến thức livestream lớp tập huấn được các diễn giả truyền đạt trao đổi thảo luận các vấn đề xoay quanh nội dung tổng quan về thương mại điện tử các văn bản pháp luật trong thương mại điện tử một số hành vi vi phạm phổ biến trách nhiệm đối với các bên khuyến cáo đối với người mua đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giới thiệu về hình thức live stream bán hàng trên các nền tảng qua việc chuẩn bị cho buổi live stream kịch bản cơ bản khi live stream cách giữ năng lượng trong live stream kỹ năng và kiến thức chương trình tập huấn sẽ góp phần trang bị kỹ năng và hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh về cách thức bán hàng trực tuyến xây dựng các gian hàng trên nền tảng số xây dựng các video quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm giúp gia tăng cơ hội kết nối giao thương thành công và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Liên hoan văn nghệ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2024. Liên hoan thu hút hơn 200 nam nữ diễn viên không chuyên của 6 đội thi đến từ 5 đoàn đại diện cho các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Mỗi đoàn sẽ tham gia từ 3 đến 5 tiết mục với thời lượng từ 30 đến 45 phút, bao gồm nhiều thể loại đơn ca, song ca, tốt ca, múa, biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc. Liên hoan văn nghệ trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh lần thứ nhất năm 2024 là dịp để đồng bào các tôn giáo trong tỉnh bày tỏ tình yêu, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng là dịp để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các dân tộc tôn giáo gặp gỡ giao lưu, tăng cường hiểu biết và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó, từ đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Liên hoan cũng là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực cho mừng đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Những tiết mục xuất sắc trong liên hoan sẽ được lựa chọn để tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024. 2029 Sáng nay ngày 31 tháng 7, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Chí Hiếu đã trao bằng khen gương người tốt việc tốt cho anh Đinh Hốt, đoàn viên chi đoàn làng Tờ Bôn, xã Chơ Long, huyện Công Chờ Ro vì đã có thành tích gìn giữ phát huy văn hóa truyền thống của người Ba Na. Với khả năng đăng lắc của mình năm 2022, anh Hút được xã Chơ Long chọn tham gia thi đăng lắc tại liên hoan không gian văn hóa cầm chiên huyện Công Chờ Ro và đã xuất sắc giành giải nhất năm 2023. Làng Tờ Bôn thành lập đội cầm chiên nhí với 32 thành viên từ 9 đến 13 tuổi do anh Húc hướng dẫn tập luyện. Ngoài ra, anh Hút cũng luôn đi đầu trong các phong trào văn hóa do làng, đoàn xã phát động. Từ những kinh nghiệm của mình, anh Hút đã dẫn dắt đội cầm chiên và đội hát dân ca của làng tham gia nhiều hội thi đạt kết quả cao, tiêu biểu như giải B hát dân ca trong liên hoan cồng chiên, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai lần thứ 6 năm 2023 do tỉnh đoàn Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh tổ chức tại thị xã An Khê, dạy A tại Liên Hoan Cổng Chiên, hát dân ca, Thanh Thiếu Nhi và triển lãm các vật dụng truyền thống của người Ba Na lần thứ 5 năm 2023 do huyện đoàn Công Chờ Ro phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức, dạy B tại Liên Hoan Cổng Chiên, hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc Thanh Thiếu Nhi tỉnh lần thứ 6 năm 2024 do huyện đoàn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa lũ, mực nước sông suối dâng cao khiến các ngập tràn, đầm tràn bị ngập sâu trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trao đổi với phóng viên, ông Hà Anh Thái, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nhấn mạnh, Sở đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác tuần tra kiểm tra trước, trong và sau mưa bão để phát hiện các sự cố hư hỏng công trình giao thông và có biện pháp sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, cần ra soát các công trình có nguy cơ hư hỏng trong thời gian xảy ra thiên tai bão lũ như cầu cống ngầm tràn để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến an toàn giao thông. An toàn công trình có biện pháp xử lý đối với các vị trí sung yếu khu vực bị ngập do nước dân thì cần theo dõi mực nước để tổ chức giao thông phù hợp và có biện pháp hạn chế phân luồng giao thông hoặc dừng khai thác khi không đủ an toàn. Tại các vị trí nguy hiểm có khả năng gây ách tắc giao thông như cầu tràn, vị trí cầu độc đạo, cầu treo dân sinh, mái ta luy âm, ta luy dương có nguy cơ sạt lở cao phải bố trí lực lượng dân quân, công an xã kịp thời điều tiết phương tiện khi có sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đối với khu vực bị ngập do nước dân cần theo dõi mực nước để tổ chức giao thông phù hợp hoặc dừng khai thác khi không đủ an toàn. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Lợi dụng quen biết là thì Như Quỳnh trú tại tổ 3, thị trấn Chịp Rông đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng để lừa mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai điều tra xử lý. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự là Thị Như Quỳnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3 năm 2023 tại thôn Đoàn Kết, xã Bầu Cạn, huyện Chịp Rông, tỉnh Gia Lai, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 71 ngày 17 tháng 9 năm 2023 của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chịp Rông. Kết quả điều tra đến nay xác định Do công việc mua bán nông sản cần vốn nên Lại Thị Như Quỳnh đã vay mượn tiền của nhiều người và sau đó không có khả năng trả nợ. Lợi dụng quan hệ quen biết làm ăn mua bán nông sản với các cá nhân là anh Nguyễn Đức Trung, trú tại số 658 Phạm Văn Đồng, tổ 1 phường Yên Thế, thành phố Pleiku và anh Đỗ Anh Tuấn, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Gia Đờ Răng, huyện Chịp Rông. Quỳnh đã nhiều lần có quan hệ vay mượn tiền và mua bán nông sản với anh Trung, Tuấn sau đó đã trả nợ đầy đủ đúng hẹn. Tuy nhiên, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024, do cần tiền trả nợ, Quỳnh đã đưa ra thông tin gian dối không có thật về việc cần tiền để mua nông sản đáo hạn ngân hàng, làm cho anh Trung tin tưởng là thật và tiếp tục cho Quỳnh vay số tiền 1 tỷ 080 triệu đồng, sử dụng tiền bán tiêu của anh Tuấn là 91 triệu 912.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Quỳnh đã sử dụng để trả nợ cho các cá nhân mà Quỳnh đã vay trước đó và sử dụng và việc tiêu xài cá nhân. Để phục vụ công tác điều tra vụ án đề nghị ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ án nêu trên, thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố pleiku tỉnh Gia Lai hoặc qua điều tra viên thủ lý Thiếu tá Trần Xuân Hải số điện thoại 0912918. 167 để trình báo sự việc và hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.